anh được nhập được vào nhà anh đan trưởng, nhưng mà anh đan trưởng đang ở Mỹ nên là được nhập vào nhà hơi khó, nhưng mà tại vì không anh đan trưởng quá nên là bây giờ anh đan trưởng thôi, anh có đang ở đâu thì em cũng sẽ tới. Để coi đâu ra vậy, đi đâu đây em? Chúng ta thường thấy em ở lại hát, hát tiếp mình nha, hát tốt rồi nha, để đi cho nghe ha. Đột nhập được vào nhà chị Việt Phương Thoa, em kêu gọi cả lớp em thả tin cho anh. Cả lớp của lâu rồi không được nhập nên là ngày hôm nay sẽ đột nhập tiếp nha. Hey. Mấy tay ở nhà không có chai, chết rồi con ơi. Không có từ từ chị ơi, không có từ từ nhớ chị ơi. Kêu em. Đột nhập nhà chị Ninh Dương Lan Ngọc đi anh, em sẽ tìm hết các video của anh, nhớ nha, hứa nha. Hạ. Ôi chị ơi. Đâu ra vậy, vô mẹ cứu em. Có chuyện gì vậy? Trai đột nhập. Đẹp trai quá. Đẹp trai. Cái thằng Đức An này là đột nhập nhà người ta cái dạng chắc chắn ăn cắp luôn, không chờ đến đâu được. Trời ơi, đi đâu kìa, ghế chưa, thủ động quá tinh chi. Tao thấy không bao giờ dám mời Đức An về nhà chơi, không bao giờ. Nè, nói xấu em nha. Ai nói xấu là nghe hết đi nha, đột nhập thẳng vào nhà người ta nói xấu đi nha. Đấy, nè, em đột nhập trên đời em không bao giờ biết ăn cắp là gì nha, mọi người nha. Nhiều đứa comment là tao ăn cắp rồi đấy nha. Tao chỉ bảy cũng bảy quá, rồi đứng dậy, đứng dậy nha. Trời. Mày túi của chị mà. Em về nha. À, vậy là nó không ăn cắp nhà người ta mà nó ăn cắp nhà mình. Vậy mà nghĩ oan cho nhỏ. Thì khùng quá, bậy quá chỗ. Đột nhập nhà Nano đi anh, xem có còn đường về không. Trời ơi, anh sợ Nano lắm mọi người ơi, Nano là quá ha ha, quá ha ha. Nhưng mà thôi, thử nha, thử bay sang Thái Lan một lần. Sao mà đi thà, Nano nè khá. Nano nhạc. Cái đồ giả bên ba. Gì đây? Nano. Nano là nữ sinh ở bên Thái Lan, hiểu không? Còn đây là Cano, là phụ nữ sau sinh ở Việt Nam. Không phải Nano à? Không phải Nano. Cái Nano phải không? Tiền thế này. Cùng tiền mà chồng. Đột nhập nhà chị Trần Thanh Tâm đi ạ, chị ấy là idol của em. Lâu lắm rồi anh không đột nhập nhà ai luôn á. Đây là cái ghế thần kỳ, nó lại có cơ hoạt động trở lại rồi mọi người. Hey. Trời ơi, đi đâu đây? Đi đột nhập hỏi thăm. Dịch mà bảo qua nhà mình chưa gì trời. Mày không chơi mà, mày chơi đâu? Nhân Dương. Ôi. Đi vậy, đi. Sống theo cách của mình. New Midas Cover with Yama. Đột nhập vào ngân hàng đi anh. Má xui dại ghê á. Nhưng mà thôi, nếu mà mọi người thích thì làm được. Thử nhá. Coi nếu mà bảo tù mọi người giữ tính nhiệm nhá. Đột nhập vào tham gia đình anh chị Lý Hải Minh Hà đi ạ. Ok, anh cũng rất là thích gia đình anh chị Lý Hải Minh Hà được nhỏ cơ. Nằm em xuống đi. Trời. Ai vậy? Em chào anh chị ạ. Ủa, em đâu ra vậy? Mọi người thử thách em vào nhà anh chị nên là em bay từ trên xuống. Ồ, may quá. Nãy giờ không ai lau nhà. Giúp anh. Trời. Ừ. Cảm ơn. Bây giờ sẵn em đi giùm chị luôn, chị đang còn cái xíu nha. Cảm ơn em nha. Rồi, ở nhà chơi nha, bye bye.
Ủa là đi làm đột nhập hay là đi làm ô xin? Đột nhập nhà chị Ngọc Thanh Tâm mới đỉnh anh ơi. Ok. Phép thuật quỷ Angelis. À là phiên mới đột nhập. Hôm nay ta sẽ đột nhập nhà chị Ngọc Thanh Tâm. Ôi. Chị ơi, em chào chị ạ. Em là ai? Các bạn thử thách em vào nhà chị nên là hôm nay em vào. Thử thách ở đâu? TikTok ạ. Ôi chị không dùng TikTok. Không biết TikTok là gì. Không em ơi, đây không được nha, đây là bị trái phép pháp luật nha. Xin lỗi chị. Không nha, mà. Không có quay nữa, không quay nữa bạn ơi, không quay nữa. Đây nhà riêng mà em đâu. Ở đâu hay vậy? Đây nhà riêng mà em đâu quay được như vậy? Em đã... nói chung là đây là cái tủ đồ, không có nhà riêng nhưng mà nói chung là đây là nơi cá nhân, em có hiểu không? Không có được như vậy chị, báo công an, không có được quay nữa. Công an ơi. Bảo vệ ạ.